Việt Nam. Yeah. Hà Nội. Hà Tây. Hóa ra nó là vậy anh ạ. Tôi nhìn ảo thế. Nhìn đứng đúng trên một cái mỏm mà cái tròn vòng tròn này thôi. Đây, đúng chỗ này rồi. Chụp chéo chéo đằng kia kìa. Chụp chéo đằng kia. Ảo lắm. Thường ấy nó chỉ chụp cái vòng tròn như thôi, từ chân vòng tròn lên thôi. Thế là cảm giác mình cao lắm, chụp về chéo kia kìa. Đứng ở trên này, đấy chụp chéo đây. Chồng, chụp đứa cái cốt đấy chồng.